Những loại cá tốt và không tốt cho sức khỏe của bạn. Hầu như tất cả chế độ ăn uống lành mạnh đều khuyến khích bạn ăn nhiều cá hoặc ít nhất 225 gram hải sản mỗi tuần. Tuy nhiên không phải loại cá nào cũng đều giống nhau. Vì vậy bạn cần biết ăn cá có lợi ích gì, cũng như cách lựa chọn đúng loại bổ dưỡng. Một, những món cá tốt cho sức khỏe. Cá béo giàu omega 3. Axit béo omega 3 có nhiều trong các loại cá béo và dầu. Chất này rất tốt cho tim và trí não. Chỉ cần tiêu thụ khoảng 113 gram hải sản có trong omega 3 mỗi tuần sẽ được giảm 36% nguy cơ mắc bệnh tim. Omega 3 cũng có tác dụng hạn chế rủi ro mắc các bệnh như đột quỵ và Alzheimer. Những loại cá dồi dào chất axit lành mạnh này bao gồm cá hồi, cá trích, cá cơm, cá mồi. 100 gram cá hồi có tới 2,3 gram omega 3, giúp hàm lượng cholesterol trong cơ thể, duy trì tính linh hoạt động, tính linh hoạt của động và tĩnh mạch, tăng cường cơ tim, giảm huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Ngoài ra, cá hồi cũng rất giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, sắt, canxi, phosphor, silen và các vitamin A, D, B. Cá trích hình dáng thon dài, ít vảy, nhiều thịt và ít tanh. Đây là loại cá rất giàu chất dinh dưỡng. Dầu trong cá trích chứa nhiều omega 3 có lợi cho trí não. Loại cá này có thể được hun khói và đóng túi để bảo quản lâu mà không mất nhiều giá trị dinh dưỡng. Cá cơm, ngoài axit béo không bão hòa, giúp cơ thể giảm cholesterol xấu và tốt cho tim mạch, cá cơm còn chứa nhiều protein và các vitamin E, D, A. Đây là loại cá rất gần gũi với người Việt và giàu dinh dưỡng, dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon. Cá mòi giàu chất béo lành mạnh và các loại vitamin thiết yếu. Cá mòi thường được bán dưới dạng đóng hộp, ngay cả xương và da cá mòi có nhiều dưỡng chất. Cá thịt nạc. Loại cá này, nạc có rất nhiều protein và ít calo hơn cá béo. Trong mỗi khẩu phần 85 gram cá nạc chỉ chứa không đến 120 calo, nhưng lại cung cấp cho bạn khá nhiều protein. Một số loại điển hình là cá rô, sống ở cả nước mặn và nước ngọt. Thịt cá rô có vị ngọt bổ dưỡng, giúp người ăn khỏe khoắn, bớt đau đầu, nhức mỏi. Canh hoặc bánh đa cá rô đồng là món ăn rất tốt cho người vừa ốm dậy. Cá tuyết, thớ thịt trắng, hương vị nhẹ, cung cấp phốt pho, niacin, chất béo và protein. Ngoài ra, cá tuyết còn có vitamin B12, A, C, canxi và nhiều khoáng chất khác. Dầu chiết xuất từ gan cá tuyết có thể giảm thoái hóa sụn khớp, cũng như nguy cơ ung thư ruột kết. Cá bơn, cá lưỡi trâu. Thịt có vị dịu ngọt và hơi béo, đặc biệt không có xương dâm. Loại cá này được người Nhật ưa chuộng vì làm tăng độ nhạy của trẻ trong giai đoạn phát triển trí não. Nếu bạn không thích ăn nhiều cá nhưng vẫn muốn thêm hải sản vào thực đơn của mình, thì cá rô và cá tuyết có thể là sự lựa chọn tốt. Chúng không có nhiều mùi tanh và dễ bị lấn át bởi hương vị của các loại nước sốt yêu thích mà bạn dùng. Những món cá không tốt. Cá chứa hàm lượng thủy ngân cao. Quá nhiều thủy ngân trong cơ thể gây nguy hiểm, gây nguy cơ tổn thương não và thần kinh ở người lớn. Chất độc hại này cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao cần phải tránh xa bao gồm cá kiếm, cá cờ, cá mập, cá kình hay còn gọi là cá đổng quéo, cá đầu vuông, cá nàng đào.
cá thu hoàng đế, cá tráp cam. Cá thu hoàng đế, nhìn chung, cá thu là một nguồn cung cấp omega 3 đặc biệt tốt, có thể trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng cá thu vua, đặc biệt những con cá đánh bắt ở vùng biển Thái Bình Dương, có hàm lượng thủy ngân cao. Bác sĩ cho biết trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai cho con bú nên tránh hoàn toàn loài cá này. Cá tráp cam, orange rau trì. Đây là một trong những loài cá biển sống lâu nhất, với vẻ ngoài sần sùi màu cam và có thể sống đến 150 tuổi. Chính điều này đã khiến loài cá tráp cá tiếp xúc với nhiều yếu tố không lành mạnh, chẳng hạn như thủy ngân, trong một thời gian dài. Vì vậy, loài cá biển sâu này không phải là lựa chọn tốt trong thực đơn của bạn. Một số loại cá cần chú ý. Cá ngừ. Cũng giống như cá thu, các loại cá ngừ khác nhau sẽ mang trong mình hàm lượng thủy ngân riêng biệt. Ví dụ, nên tránh ăn cá ngừ vây xanh và cá ngừ mắt to. Cá ngừ vàng, albacore, và cá ngừ vây vàng không chứa nhiều omega 3. Vì vậy, bạn cũng không nên ăn nhiều cá hơn một lần một tuần. Tốt nhất là bạn nên dùng với cá ngừ ít béo, đóng hộp tối đa 3 lần tuần để được có một nguồn protein tốt. Các loại cá khác, một số loại cá khác không có nhiều thủy ngân đến mức bạn phải tránh hoàn toàn, nhưng không dồi dào omega 3 để khiến bạn phải tiêu thụ thường xuyên. Không cần ăn nhiều cá sau đây: cá vượt, cá chim lớn, cá nục heo, cá dũa, cá bóng, cá hồng biển. Cá đánh bắt tự nhiên và cá nuôi. Không thể khẳng định cá đánh bắt tự nhiên hay cá nuôi trồng sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Cả hai loại đều có thể chứa thủy ngân, trong khi cá đánh bắt tự nhiên thường có xu hướng chứa chất béo bão hòa thấp hơn, thì cá nuôi trong ao bè thường dồi dào omega 3 hơn. Tóm lại, xung quanh câu hỏi ăn cá có chất gì, các chuyên gia cho biết cá là thực phẩm giàu đạm và axit béo omega 3 lành mạnh mà cơ thể không tự sản xuất được. Omega 3 đóng vai trò thiết yếu với đời sống khỏe não bộ, đồng thời được chứng minh có tác dụng giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và rất có lợi cho thai nhi trong bụng mẹ. Tuy nhiên, việc ăn cá có tốt không sẽ còn tùy thuộc vào loại cá mà bạn lựa chọn. Một số loại có thể tồn dư hàm lượng thủy ngân và chất thải độc hại. Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai nên lưu ý khi ăn.